Đang bây giờ ta buộc lèo cho con chiều cờ đũa sâu vàng các bạn nhé. Cờ đũa sâu vàng. Cờ đũa sâu vàng này thì bắt chặn thì chịu không quân. Ở được rồi. Cứ giặt đâu? Giặt trong giường. Cái lèo muốn chỉnh lèo bên trái ta chỉnh như thế các bạn nhé. Đấy. Đấy. Bên phải chỉnh bên phải. Đấy. Ta cho ăn đầu giữa nhé. Đầu giữa quá luôn các bạn nhé. Quá thì ta chỉ vút lên là nó quá chắc lèo. Được vừa các bạn nhé. Như trống, như căng như trống. Căng các bòn. Hoàn cũng cặp cờ đũa sao vàng và buộc lèo buộc xong test luôn từ là cái quy áo chúng chơi qua tao làm đến cho ăn lèo giữa ăn lên phân rồi giờ cả đũa sâu vàng đã buộc lèo xong rồi các bạn nhé. Bây giờ đem đi test thôi. Đấy, test cả ba em các bạn nhé. Ok bây giờ lên đường test cả ba em các bạn nhé. Tắt điện đi, tắt điện đi. Thiếu nặng quá. Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là cái con cờ đũa sao vàng lần đầu tiên tép. Nhưng mà Bảo Khánh bảo là cứ lắp sáo vào tép thôi, không có vấn đề gì cả bạn. Vậy thì hai con diều màu cam với con diều xanh kia là tép phát lên luôn các bạn nhé. Cho nên là hôm nay là con cờ đũa sao vàng nên là quyết định là lắp sáo vào luôn các bạn nhé. Đấy. Và hôm nay thì lại thua chú Dạo một phen rồi. Đấy. Chú Dạo lại bay trước các bạn nhé. Và mình cũng thông báo cho các bạn biết là đúng là vào đại vụ mùa diều rồi các bạn nhé. Từ nay đến thứ 2 tuần sau là rơi vào 10 ngày. Mà gió cứ 24, 12, 18, 19, 21. Phải nói là khủng khiếp các bạn. Đấy. Bây giờ đang rây dây các bạn nhé. Đấy. Rây dây dưới kia. Và bây giờ Bảo Khánh đâm các bạn nhé. Khánh con đứng lui xuống dưới ngã tư, giữa ngã tư đâm. Đấy, bây giờ mình quay lần đầu tiên đâm con diều cờ đũa sao vàng phát các bạn nhé. Đấy. Xem là tình trình như thế nào. À, bây giờ lên các bạn nhá. Úi, lên luôn các bạn nhá. Ui, khiếp quá. Ghét lên lét lét lét. Trời, trời nắng mà không biết diều nằm chỗ nào các bạn nhá. Đấy, quay chừng chừng ấy. Ở đây à? Ở các bạn nhá. Nắng khiếp, nắng quá các bạn, nắng trời nam các bạn nhé. Đây là hai cái của Nguyễn Xuân Dậu và cũng không quay không biết là ở đâu, ở đây rồi các bạn lên nhất đây. Đây con bên này rồi đấy. Đó, con này đang xuống để chỉnh lại cái lèo các bạn nhé.
Ok các bạn nhá, nào mình xuống gốc diều nhá. Lại gốc lèo đó các bạn nhá, gốc diều nhá. Cũng có lúc mà gió nó ngắt ngắt đấy nhỉ. Cắm lên đứng cái này tiếng quá trời, lại gốc lèo rồi các bạn nhá. Mạnh nặng quá các bạn, diều lên đứng phắc phắc phồng phạc luôn các bạn, đứng lên đỉnh đầu luôn đấy, quay nó lên đỉnh đầu luôn các bạn, nó lên đúng đỉnh đầu luôn. Diều chú dạo nên liếng nữa. Giờ đây thì biểu cho yếu ạ. Ngang lèo tí nhỉ. Hai con bên góc này, con bên góc bên này. Đấy, bắn thêm đoạn dây nữa các bạn nhé. Khiêu sát với diều chú dạo. Lúc quàng với dây chú dạo đây ra bên đây, đang đông. Đang đông. Ba cái diều còn tí nữa dính vào nhau quá này. Rùa chưa đủ độ mút. Rích cơn một. Đấy, cơn nó vàng lên mút cao lắm các bạn nhé. Diều đã được cột vào cột gốc cây rồi các bạn nhé. Thôi, như vậy là đã test con diều này thành công rồi các bạn nhé. Diều cờ đỏ sao vàng rất thành công các bạn nhé. Và mình kết thúc video tại đây. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn xem thì cho một like và một đăng ký kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.